cái máy ảnh viễn thông của nó bao nhiêu tiền? Chị cũng không biết, nhưng mà em mà có khoảng 6-7 triệu thì em mua được cái máy ảnh là ok rồi. Tiền em đang để dành tiền mua một quả máy đi mua điện thoại, nó cũng ấy thôi, chỉ cần mua một cái nó chụp được ảnh này rồi lên được mạng ấy, chắc tầm 1,5 triệu được nhỉ. Ai cũng gọi đấy. Có chị em mình ở trong này. Hỏi. Nói cho cận cảnh tân man rồi. Thank you.